Và đây là một người phụ nữ mà theo Thiện rất là đáng thương quý vị. Tuổi tác chỉ đánh dấu cái thời điểm mà chúng ta đã tồn tại trong cuộc sống này bao nhiêu năm thôi. Có khi nào những cái điều này nó biến cô ấy thành một người khùng khùng điên điên không ta? Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười. Tôi nhặt gió trời, mời em giữ lấy, để mắt em cười tựa lá bay. Thiện Ra Vlog chào các bạn. Kính thưa các bạn, kính chúc các bạn có một những ngày cuối tuần thật là vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Vì sao mà Thiện hát bài này? Vừa rồi và Thiện nghe quán cà phê mở cái ca khúc Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, các bạn. Thiện thấy rất là ý nghĩa. Nó ý nghĩa với bản thân và rất nhiều người. Bởi vì sao? Mỗi ngày chúng ta nên chọn một niềm vui và hãy làm một việc gì đó có ý nghĩa cho bản thân và cho xã hội. Tuy nhiên, không phải ai cũng có suy nghĩ này các bạn. Giống như là video trước, mình đã làm một cái vấn đề là cái cách nhìn nhận về việc Đại tướng Tô Lâm ăn bò giác vàng và có những cái suy nghĩ rất là tiêu cực nhìn nhận về cái vấn đề này. Và trong ngày hôm nay Thiện sẽ nói về một cụ thể, một nhân vật luôn. Và đây là một người phụ nữ mà theo Thiện rất là đáng thương quý vị. Và người mà Thiện muốn nhắc đến ngày hôm nay có tên là Lê Thị Thanh Bình, một người dân gốc Việt Nam nhưng hiện tại là đang định cư tại Đức. Vì sao mà Thiện muốn nói về cô này ở trong video này? Đó là nó liên quan tới cái bài hát này cũng như là những việc làm của cô đó, xem coi nó có ý nghĩa đối với bản thân của cô đó và nó có ý nghĩa với xã hội và với cộng đồng hay không. Chúng ta thường biết rằng càng lớn tuổi thì lời nói và hành động nó càng phải được cân nhắc, càng phải sống chuẩn để làm gì? Để cho mọi người nhìn nhận là mình thật sự đã lớn tuổi, đã đàng hoàng, đã chững chạc, cũng như là làm gương cho con cháu có thể noi gương và làm theo những việc ý nghĩa và giá trị đó. Vâng, ngày hôm nay đối tượng mà Thiện muốn nhắc đến liên tục sẽ là một nhân vật, là một người phụ nữ đã có tuổi, có tên là Lê Thị Thanh Bình. Nhưng Thanh Bình, cái tên rất là thanh bình, tuy nhiên những cái việc làm của cô ta không hề thanh bình tí nào các bạn. Và trong cái lúc mà Thiện tìm những cái thông tin mà về Đại tướng Tô Lâm ăn bò chắc vàng á, thì Thiện đã thấy được trên trang Facebook cá nhân của cô Thanh Bình này là những luận điệu xuyên tạc. Cô ấy có thể là có một cái vỏ bọc là dùng thơ ca để nói về một cái vấn đề gì đó, để làm một cái vỏ bọc tạo cho người xem có thể là cái kiến thức của cô ấy rất là bao dung, rộng lớn. Nhưng mà nội dung thì rất là ngu xuẩn. Vì sao Thiện nói là ngu xuẩn? Trước khi đến với những phát ngôn của cô Lê Thị Thanh Bình ở trên cộng đồng mạng, thì ngay bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi, cùng diễn kiến chân dung của người phụ nữ mà Thiện muốn đề cập tới ngày hôm nay. Đây, cô Lê Thị Hiếu Chiến, Lê Thị Thanh Bình. Và Thiện tìm được rất nhiều bài viết của cô, cũng như là cô đã đăng rất nhiều bài thơ, nhưng nội dung thơ của cô nó không có được chững chạc, không được đàng hoàng, giống như là cái vỏ bọc mà cô tạo ra để cho một số người cũng tư duy nghèo hèn tin tưởng. Cụ thể là một nội dung bài viết của cô Lê Thị Bình: dân tộc Việt Nam đang lụi tàn. Một người đã ra đi, đã định cư ở một quốc gia khác từ rất lâu rồi. Và bản thân Thiện thì sống trên quê hương Việt Nam của chúng ta cũng đã rất lâu rồi, cũng đã hơn 30 năm rồi. Thì tại sao cái sự mà phát triển từng ngày của quê hương, của đất nước của chúng ta
đó là một cái sự rất là rõ ràng. Và tại sao mà cô ấy là đã định cư nước ngoài của nó đang lụi tàn là sao thì không hiểu các bạn. Một người phụ nữ mà Thiện cảm thấy là có thể là thoáng nhìn thôi nha, một cái sự gọi là rất là chỉnh chu về hình thức cũng như là tạo một vỏ bọc về thơ ca rồi các kiểu, nhưng cái nội dung, những cái vấn đề mà cô ấy nói trên mạng toàn là xuyên tạc. Nào, một người đã định cư ở nước ngoài từ rất lâu rồi thì nên có cách nhìn nhận và tìm hiểu kỹ về quê hương Việt Nam của chúng ta hiện tại nó như thế nào, nó phát triển ra sao. Nhưng mà tại sao mà lại có những cái suy nghĩ nó tiêu cực, nào là những cái vấn đề mà chưa được của Việt Nam của chúng ta là đem ra phanh phui. Nếu mà nói đúng cũng không sao, đằng này cực kỳ là xuyên tạc luôn. Trước khi trách móc về những cái lời nói của ấy phát ngôn trên cộng đồng mạng, chúng ta hãy tìm hiểu kỹ cô Lê Thị Thanh Bình là ai. Cô Lê Thị Thanh Bình rời khỏi quê hương và định cư ở Đức cũng đã rất lâu rồi. Tuy nhiên Thiện đã nắm bắt được những thông tin về bản thân của cô ấy, là một người rất là thất bại về đời sống cá nhân, về hạnh phúc gia đình. Cô ấy tới hai đời chồng, người chồng thứ hai 10 năm sau chịu không nổi cũng từ chối cuộc hôn nhân này. Và con trai của cô ấy thì cũng đã không may mắn sa ngã vào tệ nạn xã hội, cũng đã qua đời rồi các bạn. Không biết đó có phải là cái lý do mà khiến cô ấy cảm thấy là cuộc sống này nó bế tắc, rồi đâm ra khó chịu về những cái việc làm của mọi người, rồi đổ lỗi cho những cái vấn đề như là về chính quyền, rồi đổ lỗi cho xã hội, đổ lỗi cho đời vì những cái vấn đề cuộc sống khiến cô ấy như vậy hay không. Mình cảm thấy đây là một việc làm rất là ngu dốt. Bởi vì sao? Cuộc sống của mình do ai quyết định? Do mình quyết định chứ ai. Vì tại sao mà cô ấy lại khi mà sa cơ thất thế rồi gia đình thất bại như vậy, cô ấy bắt đầu khó chịu với mọi thứ xung quanh, đặc biệt là đối với chính quyền. Như video trước Thiện đã nói rằng những người dân sống trong một quốc gia giống như những đứa con sống trong một gia đình. Khi những người con nó lớn lên, nếu mà thành công thì không nói gì, có những người lớn lên xong rồi nghèo hèn rồi thất bại rồi quay lại đổ lỗi cho cha mẹ, giống như là những người hiện tại đã có một cái suy nghĩ lệch lạc, lớn lên là làm việc không thành công rồi cuộc sống lúc nào cũng gặp những cái sự cố hết, là bắt đầu quay lại đổ lỗi cho chính phủ, đổ lỗi cho chính quyền, tại này tại nọ. Giống như cái việc mà những đứa con lớn lên thất bại xong cái nhìn những gia đình người khác á, nhờ cha mẹ của họ này nọ rồi họ mới thành công. Cái việc làm mà cô Lê Thị Thanh Bình này so sánh quốc gia Việt Nam mình với quốc gia khác, nó giống như là những người con thất bại vậy các bạn. Thất bại là do ai? Do sự lười biếng, do sự thiếu cố gắng, do sự thiếu may mắn. Chứ tại sao mà do chính quyền được? Một lần nữa Thiện muốn khẳng định là một cái câu là nhỏ không học, lớn lên kèm theo cái sự ngu dốt và nghèo hèn sẽ rất dễ khiến một người bình thường trở thành một người phản động. Hãy ngẫm lại mà xem, có một doanh nhân thành đạt nào mà bêu rếu quốc gia mình hay không? Có người thành công nào mà cảm thấy không hài lòng với quốc gia mình đang sống, và đặc biệt là với những gì mình đang có hay không? Bởi vì sao? Họ chịu trách nhiệm những gì mà họ làm ra, những gì mà họ có được ngày hôm nay là do họ. Tại Đức thì một nhóm kiều bào ở Việt Nam đã có một cuộc biểu tình có tên là Áo dài vì hòa bình, với chương trình là Áo dài vì hòa bình đang xuống phố để biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược biển đảo của Việt Nam. Theo cái dự kiến của chúng tôi, hôm nay có thể thấy là hàng ngàn người Việt Nam, đặc biệt là chị em phụ nữ đã xuống đường biểu tình để phản đối Trung Quốc. Tà đạo Trung Quốc xâm lược biển đảo Việt Nam! Thì họ đã mặc những trang phục áo dài truyền thống của Việt Nam để biểu tình chống lại cái việc mà Trung Quốc đã xâm chiếm lãnh hải. Thì lúc này cô Lê Thị Thanh Bình giống như là đi ngược lại với xã hội, đi ngược lại với mọi người, là cô ấy đã có những bài viết chửi bới rồi xuyên tạc. Cô ấy nói là cái việc tạo nên một cái cuộc biểu tình này nó rất là phi nghĩa. Nào, có phi nghĩa hay không? Nếu như những gì mà cô ấy đang ca ngợi, cô ấy đang bêu rếu ở trên mạng xã hội để thể hiện cô ấy là một người vì dân tộc, vì quê hương, thì tại sao cái lúc mà cuộc biểu tình áo dài vì hòa bình đó diễn ra thì cô ấy lại gọi là giống như là không đồng tình các bạn? Cô ấy nói cho rằng những cái việc làm nó vô nghĩa. Xin lỗi, những gì mà cô ấy đang nói trên mạng xã hội bây giờ mới là vô nghĩa. Thiện cảm thấy những cái lời nói mà cô ấy phát ngôn ra nó thiếu suy nghĩ, nó ngu muội lắm các bạn. Xin lỗi,
là có thể mọi người và đặc biệt là cô Lê Thị Thanh Bình xem video này có thể nói bản thân Thiện là một đứa trẻ khoảng bằng tuổi cô, con của cô thôi, mà nói cô ngu muội hay là ngu dốt gì đó thì xin lỗi, là có thể là Thiện hơi hổn. Tuy nhiên chúng ta hãy nhìn nhận rằng tuổi tác chỉ đánh dấu cái thời điểm mà chúng ta đã tồn tại trong cuộc sống này bao nhiêu năm thôi, chứ tuổi tác không hề nói lên cái sự trưởng thành cũng như là cái sự chuẩn mực sống trong xã hội. Mà cái sự trưởng thành nó sẽ được đánh giá bởi thái độ sống, bởi cái lời nói mình phát ngôn ra trước cộng đồng. Đó mới là sự trưởng thành. Còn cái việc mà nếu mà nói Thiện hổn khi mà nói về cô Thanh Bình này là một người ngu muội á, thì Thiện chấp nhận đi, Thiện cũng chấp nhận nha. Nhưng mà nói theo một cái chiều hướng, bỏ qua cái thuần phong mỹ tục đi, thì chúng ta rất bình đẳng về tuổi tác. Chúng tôi có quyền đánh giá và nhận xét về một việc làm của một người nào đó, đặc biệt là cái việc làm của người đó với xã hội như thế nào, với quê hương của chúng tôi như thế nào. Và những gì mà Thiện nãy giờ Thiện nói với các bạn, và đặc biệt là nói với cô Thanh Bình, đó là sự bảo vệ về quê hương của Thiện đang sống. Những gì mà Thiện đang cảm nhận được rất là tuyệt vời, không phải là những cái luận điệu xuyên tạc ở trên mạng xã hội của cô Lê Thị Thanh Bình. Thật sự rất tội nghiệp các bạn. Một người đã thất bại trong hôn nhân gia đình, chồng thì bỏ, con thì chết bởi nghiện ngập. Có khi nào những cái điều này nó biến cô ấy thành một người khùng khùng điên điên không ta? Ở ngoài kia, nhiều người đang chung tay góp sức để xây dựng đất nước, xây dựng quê hương mình ngày một phát triển. Và những kiều bào đang sinh sống tại hải ngoại cũng đang rất là hướng về Việt Nam, muốn xây dựng đất nước và quê hương ngày càng một phát triển hơn. Thì ngược lại, một nhóm đối tượng tiêu cực, trong đó có cô Lê Thị Thanh Bình, là người đã làm ngược lại với những gì mà Thiện cũng như là những người yêu nước đang làm. Sống mà làm theo những cái tư duy nghèo hèn đó, sống khác con người thì sống làm gì? Tại sao không chui vào một cái chuồng sở thú nào đó để sống? Theo Thiện, một người mà sống mà làm việc vô nghĩa, suy nghĩ và hành động nó khác với con người, nó khác với lại tư duy của xã hội thì nên xem lại. Và Thiện rất vui mừng là bởi vì có những kiều bào đang sinh sống và làm việc tại hải ngoại, họ có một đời sống rất tốt rồi, họ vẫn hướng về Việt Nam, và đặc biệt là họ phải lên tiếng về những cái con người rất là tiêu cực đã nói xấu về quốc gia của chúng ta, đã xuyên tạc, đã rất là moi móc để làm xấu hình ảnh của chính quyền Việt Nam. Chúng ta không thể nào nhìn mặt bắt hình dong. Nhìn hình ảnh của cô Lê Thị Thanh Bình có vẻ sang trọng, quý phái như thế này, mà vì sao lại có những cái hành động mà có những lời nói nó ngu xuẩn, nó tiêu cực và nó nghèo hèn đến như vậy? Chúng ta có thể nghèo nhưng chúng ta không được hèn. Gieo nhân nào thì hưởng quả đó. Cuộc sống của chúng ta như thế nào, đó là do cái việc làm, lời nói và hành động của chúng ta nó tạo ra. Sau video này, Thiện muốn nhắn nhủ đến tất cả các bạn, cũng như là đặc biệt là cô Lê Thị Thanh Bình. Chúng ta đã lớn tuổi rồi, nói gì, làm gì, phải biết suy nghĩ. Hãy làm những điều, hãy nói những điều mà tốt cho bản thân, tốt cho xã hội, để chi con cháu sau này nó lớn lên, nó nghe và nó làm theo. Chứ đừng có để nhiều người đánh giá về cái lời nói và hành động của mình nó ngu xuẩn đến như vậy. Không biết có phải là do vì con cô đã chết rồi nên cô mới không có nghĩ đến cái sự kế thừa cho thế hệ mai sau hay không. Thật tội nghiệp. Và Thiện muốn nhắn nhủ với các bạn là hiện tại trên mạng xã hội nó lan tỏa rất nhiều thông tin, tốt có và xấu cũng có. Chúng ta phải biết sàng lọc. Người nói đã ngu xuẩn rồi mà chúng ta càng nghe và tin theo á, thì cái người đó càng ngu xuẩn hơn. Thì xin được kết thúc video tại đây. Nếu thấy hay và ý nghĩa, hãy cho Thiện một like, một chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ Thiện làm nhiều video khác. Xin chào và hẹn gặp lại.